Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7. Bài bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Phần nhất là ý nghĩa của bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Chúng ta nhìn lại cái vai trò của rừng đối với đời sống, môi trường, kinh tế xã hội v.v. Thứ nhất là cây xanh nhờ quá trình quang hợp mà hấp thụ khí carbonic và thải ra ngoài khí oxy, làm cho bầu không khí trở nên trong lành. Nhờ quá trình quang hợp. Thứ hai là nơi sống của các sinh vật, ngày nay là những sinh vật quý hiếm. Và rừng cung cấp cho chúng ta một số sản phẩm như gỗ, thực phẩm, cây cảnh hoặc là các nguyên vật liệu thuốc chữa bệnh v.v. Rừng còn có tác dụng là tránh cát, chống lại sự sa mạc hóa. Rừng ở nơi đất dốc nên ngăn chặn hiện tượng xói mòn đất. Như vậy rừng là một lá phổi xanh của trái đất. Và ngày nay trái đất đang bị nóng dần lên do phá rừng và biến đổi khí hậu. Nhiều rừng bị tàn phá sẽ làm hỏng các nguồn nguyên liệu. Phá rừng gây hạn hán, gây lũ lụt, sạt lở đất và tàn phá các công trình. Như vậy ý nghĩa của việc bảo vệ rừng. Rừng đó là một tài nguyên quý giá của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái. Do đó cần phải có biện pháp bảo vệ rừng hiện có và phục hồi rừng đã mất. Như vậy một số cái hình ảnh về việc khai thác rừng, chặt phá trái phép, cháy rừng hoặc là khai phá rừng làm nương rẫy, làm các công trình. Phần thứ hai là bảo vệ rừng, mục đích. Nhưng mục đích của bảo vệ rừng đó là giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật và đất rừng hiện có, tạo điều kiện để rừng phát triển. Thứ hai là biện pháp. Đó là nghiêm cấm mọi hành động phá rừng về tài nguyên rừng, đất rừng. Nếu kinh doanh đất rừng phải có được nhà nước cho phép, và chính quyền địa phương, cơ quan lâm nghiệp phải có kế hoạch và các biện pháp về định canh định cư, phòng chống cháy rừng, chống chăn thả gia súc v.v. Như một số hình ảnh về rừng bị tàn phá, rừng tàn phá rất dữ dội, các hiện tượng phá rừng và cháy rừng sẽ làm gây lũ lụt, gây hạn hán, sỏi lở đất, biến đổi khí hậu, bão tố, ô nhiễm môi trường và có nguy cơ tuyệt chủng một số loại động thực vật quý hiếm. Mục thứ ba là khoanh nuôi phục hồi rừng. Nhưng mục đích đó là tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển rừng có sản lượng cao. Phần hai là đối tượng khoanh nuôi. Đối tượng là thứ nhất là đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn có tính chất đất rừng. Thứ hai là đồng cỏ, cây bụi, cây xương gỗ, tầng đất mặt dày trên 30 cm. Mục thứ ba là biện pháp. Mục thứ nhất là biện pháp bảo vệ, cấm chăn thả gia súc, chống chặt các cây dây giống, cây con tái sinh, tổ chức phòng chống cháy rừng v.v. Thứ hai là phát dọn cây leo, cây bụi, cốt xới đất quanh gốc cây, gieo giống, cây trồng bổ sung. Thứ ba, tra hạt, trồng cây vào nơi đất trống. Như bài giảng đến đây là hết. Sau khi xem xong video này, kêu qua những góp ý hoặc đặt câu hỏi về bài này, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và đừng quên bấm thích, bấm đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới đăng tải tiếp theo. Và bấm chia sẻ video này với bạn bè và thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng chống dịch Covid-19. Và chúng ta chờ đón một video mới sẽ đăng tải tiếp theo trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Chúc các em có một sức khỏe và học thật tốt. Bài giảng đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.